Một luật sư biến chất tài ít nhưng tật nhiều lại tiếp tục công kích giới luật sư thông qua chiêu trò kích động chống phá chính sách của nhà nước Việt Nam. Nhắc tới luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, hẳn không ai xa lạ gì bởi cái tiếng của anh ta nổi lên quá lớn như các hiện tượng mạng xã hội là tìm cái dở hơi, cái bị người ta chửi để nổi tiếng. Phải chăng luật sư Võ An Đôn cũng chọn cách nổi tiếng như các nhân vật Candy Sang, Quân Quân, Lệ Rơi, Tùng Sơn thay vì bằng chính năng lực và tài năng thực chất của mình? Quả thật, một luật sư giỏi không chỉ về chuyên môn mà còn phải giỏi về cả bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, nhưng xem ra cả hai yếu tố này luật sư Võ Văn Đôn đều không đạt. Bởi lẽ, nếu luật sư thực sự giỏi như những luật sư khác thì đâu đến nỗi suốt ngày đi kêu oan, kêu lỗi do chính sách, do quy định, trong khi các luật sư khác vẫn phát triển và không ngừng vươn ra quốc tế. Mới đây, luật sư Võ Văn Đôn và luật sư Trần Thu Nam tiếp tục phỉ báng giới luật sư Việt Nam khi phát biểu trên BBC cho rằng luật sư Việt Nam chỉ giỏi chạy án chứ không giỏi về chuyên môn. Hóa ra các luật sư Việt Nam đều làm nghề luật sư để tạo sự quen biết với cơ quan công quyền, cơ quan tố tụng rồi tạo dựng nên quan hệ để chạy án. Điều này không những sỉ vả lại chính hai luật sư Võ Văn Đôn và Trần Thu Nam mà còn phỉ báng đến toàn bộ gần 3.000 luật sư Việt Nam. Trên BBC, Trần Thu Nam nói, người dân vẫn chưa đánh giá cao vai trò của luật sư, khi gặp vướng mắc thì ưu tiên hàng đầu là chạy trọt, nhờ vả người có chức quyền, không có ưu tiên con đường tranh tụng với luật sư. Đây là khó khăn về thực tiễn trong xã hội. Còn luật sư Quán Văn Đôn thì nhận định các cơ quan tiến hành tố tụng không độc lập bởi vì nó không phải là tam quyền phân lập. Các cơ quan này chịu sự chỉ đạo của đảng, của nhà nước nên việc tranh luận không đưa ra trên quy định của pháp luật. Ở Việt Nam còn nhiều tình trạng án bỏ túi, luật sư ra tòa chỉ để mang tính hình thức mà thôi. Hội đồng xét xử nhiều khi đã ra quyết định trước rồi, luật sư tranh luận theo ý mình mà không được. Luật sư Đôn nói như thế. Trò hèn của hai luật sư Trần Thu Nam và Võ Văn Đôn không ai trong giới luật sư và người dân Việt Nam lại gì khi thực hiện hai mục đích đó là công kích với luật sư để chống lại chế độ chính sách quy định của pháp luật, nhất là luật sư. Luật sư cũng là và những vấn đề nhạy cảm khác do cơ quan tố tụng ban hành và vu cáo chế độ Việt Nam thông qua sự suy luận theo kiểu ABCD nào đó. Đối với luật sư Võ Văn Đôn, mới đây bị hội luật sư Phú Yên xem xét tư cách luật sư khi có những bài viết, đoạn video đưa lên mạng và lên trang cá nhân của mình trên Facebook nhằm tuyên truyền chống chế độ và có thể cũng sẽ bị tước hành nghề khi như luật sư Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân chẳng hạn. Các cụ ta vẫn nói, hữu xạ tự nhiên hương là cái gốc của sự nổi tiếng và yếu tố quyết định đến sự trọn vẹn với nghề. Nghề luật sư mà không chịu khó học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu thì có thể nào để bắt kịp xu hướng đổi mới hiện nay, khi mà các luật sư khác ở Việt Nam nhận hợp đồng chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài chiếm đến 60-70% số lượng công việc. Theo đó, những luật sư không chịu nghiên cứu học hỏi thì sẽ không những không có khách hàng mà còn không xứng đáng đứng trong hàng ngũ luật sư. Khi luật sư không phát triển nghề luật sư mà phát triển kiểu kiếm tiền tiêu cực thì không những vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức hành nghề mà còn bị xã hội lên án. Nói như luật sư Võ An Đôn phát biểu trên BBC, thì luật sư Võ An Đôn và Trần Thu Nam là những kẻ kiếm cơm bằng nghề chạy án, nhưng chắc không kiếm được bao nhiêu nên quay ra tố lại các luật sư khác bằng cách kiếm cơm, phục vụ cho những kẻ chống phá tiêu cực hận thù. Chính câu nói của luật sư Võ An Đôn và Trần Thu Nam đã tố cáo hai luật sư này suy đồi về phẩm chất đạo đức, phản động, quy chụp và suy diễn.